Bay Mobile, đặt Alias, lọc phát ghé ngang, hóa đơn nhẹ nhàng. Trong vài nốt nhạc, ngày vàng đặt mua, giải trí vui chơi, ưu đãi thạch thơi, voucher đầy ví, quà tặng hết ý, AirPods iPhone, mời bạn nhận luôn. Tận hưởng khoản quà tặng với ngân hàng số vạn năng Vietinbank iPay Mobile từ 12 tháng 9 đến hết 20 tháng 11 năm 2022. Đặt nào, đặt hoa dễ dàng nào. Đặt nào, đặt nào, đặt vé xem phim nào. Đặt nào, đặt nào, đặt ngay vé tàu. Đặt nào, đặt nào, đặt vé xe nhanh nào. Đặt nào, đặt nào, đặt taxi nào. Đặt nhanh hơn, tiện lợi hơn trên ứng dụng ngân hàng. Đặt nào, đặt nào, đặt vé máy bay nào. Đặt nào, đặt nào, đặt quá dễ dàng. Đặt nào, đặt nào, đặt khách sạn nhanh nào. Đặt nào, đặt nào, trên ứng dụng ngân hàng. Đặt nhanh hơn, tiện lợi hơn trên ứng dụng ngân hàng. Đặt mọi tiện ích du lịch, di chuyển, giải trí dễ dàng ngay trên Vietinbank iPay Mobile. Xin chào tất cả các quý khách hàng thân yêu của Vietinbank. Tôi là Ngọc Vũ và ngày hôm nay tôi rất vui khi lại được đồng hành cùng quý vị và các bạn trong buổi live stream vay số trúng thưởng của tuần thứ 6 từ ngày 17 tháng 10 đến ngày 23 tháng 10 năm 2022. Chương trình Ngân hàng số vạn năng, vạn quà tặng, vạn người mê. Và để trước khi bắt đầu chương trình, xin mời quý vị và các bạn hãy cùng thả like, tag và share những người bạn của mình vào live stream này. Vì biết đâu, chủ nhân của chiếc iPhone 13 Pro Max 256GB sẽ là bạn hoặc những người thân của bạn. Kính thưa các quý khách hàng, ứng dụng ngân hàng số vạn năng Vietinbank iPay với hơn 150 tính năng và tiện ích ưu việt, kết nối hơn 2.000 nhà cung cấp dịch vụ cho phép khách hàng có thể thực hiện các giao dịch thanh toán hóa đơn, chuyển khoản, nạp tiền điện thoại, gửi tiết kiệm, thanh toán bằng QR nhanh chóng, thuận tiện mọi lúc mọi nơi nhằm tiết kiệm chi phí và thời gian đi lại cho khách hàng. Từ ngày 12 tháng 9 đến ngày 20 tháng 11 năm 2022, Vietinbank triển khai chương trình khuyến mãi ngân hàng số vạn năng, vạn quà tặng, vạn người mê với nhiều ưu đãi dành cho khách hàng khi mở tài khoản online thông qua tính năng định danh trực tuyến eKYC, đăng ký và kích hoạt iPay, đặt Alias tài khoản thanh toán hóa đơn, nạp tiền điện thoại trên iPay với tổng trị giá quà tặng và giải thưởng hơn 6 tỷ đồng. Và một điều đặc biệt nữa, đó là khi khách hàng tham gia chương trình sẽ nhận được combo quà tặng lên đến 650.000 đồng và cơ hội quay số hàng tuần trúng giải cao nhất đó là một chiếc iPhone 13 Pro Max 256GB. Cụ thể như sau, tặng đến 150.000 đồng vào tài khoản cho khách hàng lần đầu tiên mở gói tài khoản thanh toán qua kênh eKYC, đăng ký kích hoạt tài khoản Vietinbank iPay, đặt Alias biệt danh tài khoản, thanh toán hóa đơn, nạp tiền điện thoại. Ngày vàng ưu đãi khuyến mãi tới 500.000 đồng khi sử dụng dịch vụ trên ứng dụng Vietinbank iPay Mobile. Thứ ba, vui chơi thả ga, khách hàng đặt phòng khách sạn nhập mã iPay 200 giảm ngay 200.000 đồng vào thứ ba hàng tuần. Thứ sáu, giải trí quá đã, nhập mã iPay 50 giảm ngay 50.000 khi đặt vé tàu, đặt vé xe, giao hàng, tặng hoa tươi, mua vé xem phim, đặt taxi vào thứ sáu hàng tuần. Bạn nhận được combo 300.000 đồng cho 6 dịch vụ tiện ích trên. Đặc biệt, khách hàng còn có cơ hội tham gia quay số trúng thưởng iPhone 13 Pro Max và AirPods Pro trong 10 tuần diễn ra chương trình. Và không để quý vị chờ lâu hơn nữa, ngay bây giờ chúng ta sẽ quay số để tìm ra chủ nhân của chiếc iPhone 13 Pro Max 256GB và chiếc AirPods Pro trong tuần thứ 6 của chương trình. Tuần quay số thứ 6 áp dụng với các khách hàng sử dụng dịch vụ theo điều kiện của chương trình từ ngày 17 đến ngày 23 tháng 10 năm 2022. Đầu tiên, Ngọc Vũ xin mời các bạn cùng tìm ra 3 khách hàng may mắn sở hữu giải đồng hạng, đó là 3 chiếc AirPods Pro. Chúng tôi sẽ tiến hành quay số một lần để xác định 3 khách hàng trúng thưởng chính thức, sắp xếp số thứ tự từ 01 đến 03 và 6 khách hàng trúng thưởng dự phòng, sắp xếp số thứ tự từ 04 đến 09. Một, khách hàng Nguyễn Văn Thi, mã dự thưởng 618-30800, chi nhánh Tây Hà Nội. 2. Khách hàng Trần Xuân Trường, mã dự thưởng 6045624, chi nhánh Bắc Phú Thọ. 3. Khách hàng Nguyễn Thị Đông, mã dự thưởng 802-60973, chi nhánh Thừa Thiên Huế. Đã là những khách hàng may mắn sở hữu AirPods Pro của chương trình. Và bây giờ, chúng ta sẽ tìm ra khách hàng may mắn nhất sở hữu giải đặc biệt tuần 6, đó là chiếc iPhone 13 Pro Max 256GB của chương trình.
chúng tôi sẽ thực hiện quay số một lần để xác định một khách hàng trúng thưởng chính thức, sắp xếp số thứ tự là 01 và 5 khách hàng trúng thưởng dự phòng, sắp xếp số thứ tự từ 02 đến 06. Và như vậy, giải nhất tuần 6 đã thuộc về khách hàng Phạm Văn Thiết, mã dự thưởng 616666590, chi nhánh Quang Trung. Xin được chúc mừng quý khách Phạm Văn Thiết, khách hàng của chi nhánh Quang Trung đã sở hữu chiếc điện thoại iPhone 13 Pro Max 256GB. Trong trường hợp không liên hệ được với khách hàng trúng thưởng chính thức, Vietinbank sẽ liên hệ với các khách hàng trong danh sách dự phòng theo thứ tự để thực hiện trao thưởng. Chúng tôi cũng xin lưu ý thêm, khách hàng hãy cảnh giác với điện thoại, tin nhắn, email xưng danh nhân viên ngân hàng hướng dẫn trả thưởng không rõ ràng và yêu cầu phải chuyển khoản thu phí. Tuyệt đối không cung cấp bất kỳ thông tin tài khoản, user, password, mã OTP cho người lạ để tránh bị kẻ gian lấy cắp và sử dụng trái phép. Không truy cập và thực hiện các giao dịch trên link website lạ ngoài website chính thức của chương trình là vietinbank.vn. Tuyệt đối không nạp tiền, chuyển tiền cho người lạ với các nội dung để nhận phần thưởng. Khi có bất kỳ nghi vấn liên quan đến hành vi lừa đảo, quý khách hàng cần liên hệ ngay với cơ quan công an nơi gần nhất và thông báo cho Vietinbank theo số đường dây nóng 24/7 1900 558 868, email contact@vietinbank.vn hoặc điểm giao dịch của Vietinbank gần nhất để được tiếp nhận và hướng dẫn giải quyết. Danh sách khách hàng trúng thưởng tuần 6 sẽ được Vietinbank cập nhật trên website vietinbank.vn và fanpage Vietinbank. Nếu quý khách chưa có tên trong đợt quay số lần này thì cũng đừng vội thất vọng. Combo 650.000 đồng và 4 đợt quay thưởng tiếp theo vẫn đang chờ đợi bạn. Hãy tiếp tục đồng hành và trải nghiệm với Vietinbank Airbay ngày hôm nay để có cơ hội nhận vô vàn quà tặng. Ngọc Vũ xin được cảm ơn quý khách hàng đã, đang và sẽ đồng hành cùng Vietinbank. Kính chúc quý khách hàng sức khỏe và may mắn. Xin chào và hẹn gặp lại. Ứng dụng Vietinbank iPay Mobile, sống tận hưởng là bắt đầu ngày mới tươi khỏe. Là trải nghiệm thư giãn sảng khoái, là khám phá hành trình thú vị và trân trọng từng khoảnh khắc hạnh phúc. Ứng dụng Vietinbank iPay Mobile, tận hưởng cuộc sống số.